Bạch sư, theo con được biết các vị Bodhisattva sắp tọa, tức là Bồ Tát á, trong quá trình thực hành các pháp Ba La Mật, những kiếp các vị được sanh lên làm chư thiên thì các vị nguyện hết tuổi thọ trước thời hạn để sanh làm người phục vụ cho công cuộc thực hành Ba La Mật. Vì cõi người là nơi thực hành Ba La Mật dễ hơn cõi trời. Lúc đó con có một suy tư rằng, nếu như các vị ở cõi trời, các vị vẫn có thể thực hành các pháp Ba La Mật khi có khi còn nhiều hơn ở cõi người, vì rằng quý vị đọc ha. Tóm lại là các vị này thấy là ở như thần thông đó, mình xài thần thông thì mình bố thí nó dễ hơn. Ở trên đó thì cũng điều kiện giữ giới dễ hơn. Trên đó cũng cái này không chắc nha. Cái pháp xuất gia ở cõi người rồi rồi cõi người này thì sẽ thực hành tốt hơn ở cõi trời rồi, rồi. Còn trí tuệ rồi tinh tấn nhẫn nại chân thật rồi quý vị biết vấn đề như thế nào không? Thứ nhất á, là khi ở cõi trời đó, mà mình bố thí mà mình xài thần thông á, nó không có tác dụng. Nó có tác dụng nhưng mà nó hiệu quả nó kém lắm. Giống như Bồ Tát Sumedhá đó, khi mà ngài bố thí cúng dường đến Đức Thế Tôn và tăng đoàn, thì ngài đã tự mình làm đường nha, tự mình làm đường chứ không phải là dùng thần thông, tại vì khi đó Bồ Tát Sumedhá chứng đắc tứ thiền bát định, ông có thần thông nha, cái con đường đó ông làm, ông chỉ cần ông định một chút xíu thôi là nó xong con đường. Nhưng khi đó Bồ Tát Sumedhá nghĩ rằng nếu như ta dùng thần thông thì cái này nó không có ý nghĩa. Cho nên á, là Bồ Tát Sumedhá mặc dù có thần thông nhưng vẫn dùng tay và chân, dùng sử dụng sức lực của mình để làm con đường nó cúng dường đến Đức Phật. Nói như vậy á, là chúng ta hiểu nhầm về cái chuyện bố thí. Cái sự bố thí ở đây á, nó còn quan trọng một điều nữa là mình đã có sự nỗ lực như thế nào khi mình thực hành bố thí. Chứ còn cái kiểu mình số lượng thì nó không nói lên điều gì hết ha. Rồi cái thứ hai đó là cái việc giữ giới, thì xin thưa ở cõi trời á, đồng ý là cái giới nó tốt hơn, nhưng mà cái điều kiện á, để quyết tâm thực hành để giữ giới á, thì không có như ở cõi người. Nhớ giùm sư là ngài xuống để ngài thực hành Ba La Mật, tức là để ngài chịu thử thách ở cõi trời. Giới thử thách ở chỗ nào, hiểu không? Ở cõi người á, người ta mới thử thách ngài để ngài mà dù có mất tánh mạng ngài vẫn giữ giới. Ở cõi trời làm sao thử thách, ở cõi trời là điều kiện giữ giới là tự nhiên. Thành ra đó, ở thời kỳ Đức Phật chánh đẳng giác, chư thiên chứng đắc đạo quả rất đông, đông hơn loài người. Đó là bởi vì điều kiện thực hành cho nó tốt hơn. Nhưng nếu như anh muốn vun bồi Ba La Mật thì anh đòi hỏi phải có thử thách. Ở cõi trời đâu có thử thách giới chữ đó. Cho đến tất cả các hạnh còn lại, muốn vun bồi Ba La Mật anh phải có thử thách. Anh chấp nhận hy sinh thân thể nè, hy sinh tài sản, hy sinh tánh mạng để anh có thể hoàn thành bổ túc Ba La Mật. Ở cõi trời mấy thứ đó có sẵn rồi, đâu ra mà anh phải hy sinh. Chính bởi vì như vậy á, là các ngài phải về xuống cõi người để các ngài thực hành Ba La Mật ha. Không biết là Đại Đức Từ Tường có bổ sung gì hay không? Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, xin cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm với Đại Đức Hành Tại, thưa quý vị.
Có nghĩa là ở đây á, xin nhấn mạnh nha, là những suy tư á, những suy tư của mình như vậy á, thật sự nó hỏi sai á, sai á, thì nếu mà nói sai thì nó cũng hơi nặng, nhưng mà nó gọi là nó chưa có đúng lắm thôi, chưa đúng. Vốn dĩ á, có một cái điều căn bản, xin nói một điều căn bản nha, căn bản mà quý vị phải nắm được. Nắm được đó là gì? Là quý vị phải nắm được là cái đặc tính, cái đặc tính của mỗi chúng sanh ở trong cái tam giới này. Giống như là phạm niên sắc giới đi, thì họ chảnh là họ sinh hoạt sao, dùng chữ sinh hoạt đó cho gần gũi cho quý vị dễ hiểu đó. Rồi các vị chư thiên sinh hoạt sao, có người sinh hoạt sao, và rồi những cái cõi khổ giống như là cụ thể như địa ngục đi, sinh hoạt sao. Tại sao lại sư nói vấn đề này rất là quan trọng thưa quý vị? Tại vì vốn dĩ á, là cái đặc tính của chư thiên thưa quý vị, khi mà sinh về chư thiên á, đặc tính của họ là gì? Đa phần là hưởng thưa quý vị, tính là họ chính xác là họ hưởng, có nghĩa là hưởng, nó thẳng là hưởng 24 trên 7 đó. Bây giờ quý vị thấy chư thiên có đau không, có đau bệnh này nọ đâu, muốn ăn cái gì là có cái đó. Nói chung là toàn là hưởng, mà hưởng các dục không à, cái ngũ dục cũng đứt không à. Thì quý vị nghĩ đi, ở đây sử dụng cái phần lớn, đa phần nha, đa phần nha, đó, đa phần là như vậy, đa phần là như vậy nha. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mà trong mỗi khu mà toàn là dân nhà giàu không à, kiểu dân nhà giàu hay không đó, rồi mình kêu là những dân nhà giàu mà đi thử dân nhà giàu. Quý vị giống như sư Đại Đức Hành Tại nói với quý vị đó, dân nhà giàu nghĩa là không có điều kiện rất là tốt đó, không có an ninh nè, điều kiện tốt nè, an ninh tốt nè đó, thì lấy đâu á, còn toàn toàn là thụ hưởng không mà, thì lấy đâu mà điều kiện mà giống như mà để làm ba la mật thưa quý vị? Với phần chính là gì nữa? Chính vì đa phần á, là cái cõi chư thiên á, là chính là về đó hưởng phước thưa quý vị. Sanh về chư thiên là chẳng qua là cái việc thiện á, trong cái cõi người quý vị làm quá là trong, nghĩa là trong cái cõi người của quý vị, là quý vị á, là quý vị chăm làm cái việc thiện, rồi những cái thử thách đó, giống như là giữ giới nè các kiểu, không thử thách cho con người, rồi quý vị trì giới, quý vị bố thí đó, quý vị làm các thiện nghiệp. Cho nên chính vì đó, cái vốn liếng đó mới khiến cho quý vị sanh về cái đó, quý vị bị hưởng. Mà anh chảnh là mà đã sướng rồi, quý vị nghĩ đi, đã sướng rồi thì đa phần là sướng rồi, thì cái việc mà tu tập quý vị nói mà để tu tập mà thực hành ba la mật đó, làm sao mà nó thuận tiện quý vị. Cho nên đó, là quý vị phải hiểu một điều căn bản là như vậy. Cái gì cũng vậy, cái gì sướng quá, nó sướng nó nghĩa là nó chỉ là hưởng thôi, sướng quá, thì cái việc mà thực hành ba la mật, cái điều kiện quý vị thực hành ba la mật đó, quý vị thấy không, nó rất là khắt khe. Ngay cả bậc hạ đi, bậc hạ chứ ở đây sẽ không nói bậc thượng đâu nha, nó bậc hạ đi, ngay cả việc giữ giới mà Đức Hành Tại nói vậy đó, giữ giới nếu mà đúng nghĩa thưa quý vị là sao, là gì? Tại sao mà trong giữ giới có câu này nè, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa, cố ý tránh xa sự sát sanh, hay là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Có nghĩa là khi quý vị trong cái điều kiện mà quý vị có thể trộm cắp, quý vị có thể sanh, trong cái điều kiện nha, quý vị có thể sát sanh, cái việc trộm cắp, hay là người ta thúc giục quý vị sát sanh, người ta thúc giục quý vị trộm cắp, cái phiền não thúc giục quý vị sát sanh, thúc giục quý vị trộm cắp, nhưng quý vị không làm điều đó, thì cái đó đúng nghĩa thuần túy mới là giữ giới thưa quý vị. Đó, tại vì trạng thái tâm thiện nó khởi lên. Bây giờ trong thai trại, tại sao trong thanh tịnh đạo á, cái phân tích cái giới giới là gì á, là rất là rõ, là tính là một cái tâm sở tư, không có sự cố ý để tránh xa những cái điều bất thiện. Còn cái giới mà mình hiểu không đúng thì mình nghĩ là đôi khi ông nếu gì đó vậy, không là đứa bé nằm trong nôi, nên nên giữ giới tốt thưa quý vị đó. Cho nên là trước khi kết thúc trả lời câu trả lời này á, là sư muốn nhấn mạnh điều nữa, giống như quý vị thấy nghĩ đi, ngay cả xuống cõi địa ngục, cõi địa ngục là gì, là cái cảnh giới mà cái kia là chịu, cái chư thiên đó là hưởng quả an lạc, còn ở địa ngục là gì, đó là phải chịu quả đau khổ đó, thì cũng đâu có một cái là giống như nhìn một cái đỉnh cao là hưởng hưởng toàn hưởng an lạc không, mà một cái là vực sâu là phải chịu đọa đầy cảnh khổ đó. Thì hai cái điều kiện này rất là khó thực hành những cái ba la mật mà để trọn vẹn thưa quý vị, là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Chỉ có cõi người là nó nằm bình bình, cái nó hội tụ, nó giao thoa giữa hai cái này, có nghĩa là cũng vừa hưởng mà cũng vừa khổ. Chính vì vừa hưởng vừa khổ vậy đó, con người á,
tâm con người và những cái điều kiện thưa quý vị nó phù hợp để vung bồi những cái đặc tính mà Ba La Mật và sư vừa kể cho quý vị đó. Là phải có chúng sanh khởi lòng bi mẫn, tâm đại bi hay là tâm đại trí thưa quý vị. Đó đó cũng quý vị cần nắm được công thức gốc và quý vị sẽ hiểu được vì sao mà cái điều kiện thực hành Ba La Mật á, cái Ba La Mật ở cõi người là tốt nhất. Và cũng xin kết thúc câu trả lời đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.